Em Trường lại lên sóng toàn bộ những chiếc xe đang được bày bán bên O262 ô tô gầm cao Hà Nội để gửi tới quý vị và các bạn tham khảo và tìm cho mình những chiếc xe mình đang quan tâm, và hãy liên hệ với em Trường theo số điện thoại trên màn hình để em Trường được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp và gửi chi tiết từng chiếc xe mà quý vị và các bạn đang tìm hiểu quý vị nha. Và toàn bộ những chiếc xe mà em Trường đang review thì đều được cam kết bằng văn bản giấy tờ là không đâm va, không ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản theo nhà sản xuất quý vị nha. Và hãy gọi cho em Trường để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Mời quý vị đi vào từng chiếc xe để chúng ta trải nghiệm đánh giá qua màn này. Với mẫu xe đầu tiên em Trường gửi tới là một mẫu xe của nhà sản xuất Ford, đó là Ford Everest. Với form dáng của 2023 thì đã được cải thiện rất là nhiều so với form cũ quý vị nha. Một chiếc xe rất là hiện đại mà rất là thể thao và trẻ trung quý vị nha. Ford Everest với năm sản xuất 2022, model 23, xe lăn bánh 8.000 km, ngoại thất màu đen và nội thất màu đen đang chào bán bên em với mức giá chỉ nhô tỷ 2 quý vị nhé. Một mức giá rất là tốt so với một chiếc xe mới chưa lăn bánh quý vị nhé. Mẫu tiếp theo là một mẫu xe SUV cỡ nhỏ của nhà sản xuất Hyundai, đó là Hyundai Kona với năm sản xuất 2021 bản đặc biệt quý vị nhé. Và chiếc xe lăn bánh được 6.000 km, một chiếc xe siêu lướt quý vị nhé. Đang chào bán bên em với mức giá loanh quanh nhô 600, mang biển số thành phố quý vị nhé. Mẫu tiếp theo là một mẫu xe của nhà sản xuất Hyundai, Hyundai Tucson quý vị nha, với năm sản xuất 2021 bản 1.6 turbo, xe lăn bánh được 2 vạn km quý vị nha, và ngoại thất màu đen và nội thất là màu kem. Thì một chiếc xe với bản turbo là một bản full option của Hyundai Tucson quý vị nha, và chào bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh nhô 800 quý vị nha. Tiếp theo là một mẫu xe SUV 7 chỗ của nhà sản xuất Hyundai, đó là Hyundai Santa Fe, một trong những chiếc xe làm mệnh danh là một trong những chiếc xe bán chạy nhất phân khúc của SUV 7 chỗ quý vị nha. Hyundai Santa Fe năm sản xuất 2022, ngoại thất màu xanh Kansai và nội thất là ghế da hai màu, thì là một chiếc xe bản premium full xăng quý vị nha. Xe chào bán bên em với mức giá ngoài tỷ 1, toàn những mức giá vô cùng tốt và rất là mới so với thời điểm hiện tại quý vị nha. Mời quý vị đi vào bên trong để đánh giá những chiếc xe đang được bày bán ạ. Vẫn là Hyundai Kona, vẫn là năm sản xuất 2021, nhưng chiếc xe lăn bánh được hơn 2 vạn km thì đang chào bán bên em với mức giá nhô 600 quý vị nha. Và Hyundai Kona thì bên em có hai chiếc bản, hai bản đặc biệt quý vị nha. Một chiếc chạy 6.000 và một chiếc chạy hơn 2 vạn thì đều chào bán với mức giá ngoài 600 triệu quý vị nhé. Tiếp theo là một mẫu SUV 7 chỗ của nhà sản xuất Toyota, ngoại thất màu trắng, nội thất là màu đen, thì chiếc xe rất là sang trọng và lịch sự quý vị nhé. Đó là một chiếc xe Fortuner với bản số tự động một cầu, máy xăng, năm sản xuất 2020, xe lăn bánh 1 vạn km, mang biển số thành phố, thì chào bán bên em với mức giá chỉ nhô 900 quý vị nhé. Tiếp theo là một chiếc xe vẫn là Hyundai Santa Fe bản premium, năm sản xuất 2021 nhưng mang form dáng của 2022, thì xe là bản premium full xăng, lăn bánh được hơn 2 vạn km zin và còn bảo hành hãng, nguyên bảo hành hãng quý vị nha. Chào bán bên em với mức giá nhô tỷ 1 bản premium full xăng. Mẫu xe sedan của nhà sản xuất Mazda, đó là Mazda 6 với bản 2.0 premium. Premium thì là một bản đủ, một bản cao cấp nhất của Mazda 6 quý vị nhé. Chiếc xe thì đang chạy được 3 vạn km, mang biển số thành phố, ngoại thất màu đen, nội thất màu đen, thì đang chào bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh 600 quý vị nhé. Một mức giá vô cùng yêu thương và vô cùng là tốt so với một chiếc xe đời 2018 mà bản 2.0 premium quý vị nhé. Mẫu SUV của nhà sản xuất Mazda, đó là Mazda CX-8 với năm sản xuất 2021 bản premium một cầu quý vị nhé. Thì lăn bánh được 1 vạn km, ngoại thất màu trắng và nội thất là màu nâu. Một chiếc xe 7 chỗ bản full option của
nhà sản xuất Mazda quý vị nhá. Thì xe chào bán bên em với mức giá chỉ nhô 900. Một trong những mức giá rất là tốt so với thị trường hiện tại quý vị nhá. Tiếp theo là một mẫu SUV 7 chỗ của nhà sản xuất Ford, đó là Ford Everest với năm sản xuất 2010, bản limited số tự động quý vị nhá. Bản limited số tự động và máy dầu thì xe lăn bánh chỉ 5 vạn km, ngoại thất màu trắng và nội thất là màu kem. Một chiếc xe rất là độc đáo mà rất là mới, mà giá với khuôn giá rất là tốt quý vị nha, chỉ nhô 400. Thật sự là một mức giá rất tốt cho một chiếc xe Ford Everest đời năm sản xuất 2010. Mẫu tiếp theo là một mẫu sedan của nhà sản xuất Mazda, đó là Mazda 3 với năm sản xuất 2017. Xe lăn bánh 5 vạn km mang biển số thành phố. Thì chiếc xe còn rất là mới và km là km zin quý vị nhá. Chào bán bên em với mức giá loanh quanh 500 triệu, một mức giá quá tốt cho một chiếc xe Mazda 3 đời năm sản xuất 2017 quý vị nhá. Và toàn bộ những chiếc xe em Trường review thì đều được cam kết bằng văn bản giấy tờ là không đâm va, không ngập nước, máy móc kêu chỉ mọi chi tiết trên xe và giấy tờ an ninh pháp lý thì minh bạch rõ ràng, đều được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên 70% tổng giá trị xe quý vị nhá. Mọi thắc mắc thì quý vị hãy gọi cho em Trường theo số điện thoại trên màn hình để em Trường được hỗ trợ tư vấn và giải đáp. Hoặc quý vị có thể để lại bình luận bên dưới bài viết, hoặc có thể kết bạn Zalo với em Trường. Em Trường sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc quý vị nhá. Em Trường chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị tại Auto 62 ô tô Gầm Cao Hà Nội. Có địa chỉ bên em là 99 Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội quý vị nhá.